Xin chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời lượng của bản tin 9 giờ 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Như thường lệ, một số tin tức trong tỉnh đáng chú ý sẽ mở đầu cho bản tin sáng nay. Sáng 26 tháng 11, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Tiếp và làm việc với đoàn có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu và các cán bộ tại Đại sứ quán. Tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, khái quát thông tin tình hình kinh tế xã hội và giới thiệu một số tiềm năng, lợi thế của tỉnh trên các lĩnh vực hợp tác phát triển du lịch, phát triển nông, lâm nghiệp, phát triển nguồn nhân lực và tiềm năng hợp tác về lĩnh vực kinh tế cửa khẩu, kết nối giao thông. Xác định tầm quan trọng hợp tác với Nhật Bản, trong những năm trở lại đây, tỉnh Cao Bằng đã tổ chức một số đoàn công tác cấp tỉnh, cấp ngành đến Nhật Bản tham quan, khảo sát, học tập kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác, thu hút đầu tư, đồng thời quảng bá hình ảnh non nước và con người Cao Bằng. Thay mặt đoàn công tác của tỉnh, đồng chí Hoàng Xuân Ánh đề nghị đồng chí Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ tỉnh Cao Bằng trong việc giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng phát triển của tỉnh đến các đối tác, kết nối các nhà đầu tư tiềm năng, chiến lược đến tham quan, nghiên cứu, triển khai thực hiện các chương trình hợp tác, đầu tư tại tỉnh. Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Đại sứ Phạm Quang Hiệu bày tỏ vui mừng được đón tiếp và làm việc với đoàn, đồng thời đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Cao Bằng trong nỗ lực tìm kiếm cơ hội hợp tác với các địa phương Nhật Bản. Đại sứ đề nghị tỉnh Cao Bằng tiếp tục kết nối, cung cấp các thông tin, nhu cầu hợp tác của tỉnh để Đại sứ quán cung cấp cho các đối tác, địa phương Nhật Bản, đồng thời đưa những đề xuất tại buổi làm việc bổ sung vào chương trình công tác của Đại sứ quán, tích cực hỗ trợ kết nối với các địa phương Nhật Bản có các đặc điểm tương đồng để ký kết hợp tác hữu nghị với tỉnh Cao Bằng. Sáng 26 tháng 11, Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thi hành luật tiếp công dân của Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, và đồng chí Hà Nhật Lệ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành. Sau 10 năm, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành 4 nghị quyết, 5 kế hoạch, 23 văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành liên quan đến hoạt động tiếp công dân, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Thường trực Hội đồng Nhân dân các huyện, thành phố và các xã phường thị trấn đã chủ động ban hành quy chế hoặc quy chế phối hợp trong tiếp công dân, ban hành thông báo phân công tiếp công dân, lịch tiếp công dân của Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, thành phố và lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng Nhân dân cả nhiệm kỳ và từng năm. Hội đồng Nhân dân các cấp tiếp gần 18.800 lượt trên 20.000 công dân, trong đó Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức tiếp 1.200 lượt, 1.423 công dân với 361 vụ việc. Hội đồng Nhân dân các huyện, thành phố tổ chức tiếp gần 2.800 lượt trên 2.900 công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gần 2.800 vụ việc. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp nhận và xử lý 540 đơn thư của công dân, trong đó xử lý 197 vụ việc đủ điều kiện, đạt tỷ lệ 100%. Thường trực Hội đồng Nhân dân các huyện, thành phố tiếp nhận và xử lý 831 đơn thư của công dân, tỷ lệ xử lý đạt 90%. Tiếp nhận và xử lý trên 4.000 đơn thư của công dân, tỷ lệ xử lý đạt 93%. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong công tác triển khai thực hiện luật tiếp công dân của Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh, nhìn nhận, đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân khó khăn, vướng mắc đối với công tác tiếp công dân và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của Hội đồng Nhân dân các cấp, công tác phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác tiếp công dân ở địa phương, đề ra các giải pháp khắc phục nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác tiếp công dân và xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nông Thanh Tùng nhấn mạnh một số vấn đề cần khắc phục trong thi hành luật tiếp công dân trên địa bàn tỉnh, đồng thời đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân các cấp chủ động theo dõi, nắm tình hình, khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh, tiếp nhận và xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật, những nội dung tố cáo của công dân liên quan đến nhân sự Đại hội Đảng bộ và nhân sự Hội đồng Nhân dân các cấp.
thường xuyên tuyên truyền, nâng cao chất lượng phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, phân công đại biểu Hội đồng Nhân dân, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân, cán bộ, công chức, theo dõi đôn đốc việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, nhất là đối với những vụ việc phức tạp, kéo dài. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở tăng cường hoạt động giám sát đối với công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân, nhất là các vụ việc phức tạp, nổi cộm, đông người, kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm hoặc vi phạm trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết. Ngày 25 tháng 11, huyện Thạch An phối hợp với VNPT Cao Bằng tổ chức tập huấn quản trị, xử lý phản ánh, kiến nghị trên nền tảng công dân số. Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được giới thiệu về chức năng tiện ích trên nền tảng công dân số, như cập nhật thông tin về tình hình phát triển kinh tế, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ thủ tục hành chính, tra cứu hồ sơ sức khỏe điện tử, tra cứu bảo hiểm y tế, cung cấp các kênh thanh toán dịch vụ thiết yếu như điện, nước, viễn thông, giáo dục, y tế, du lịch, hướng dẫn cài đặt, quản trị, xử lý phân hệ, phản ánh, kiến nghị và sử dụng nền tảng công dân số. Thông qua lớp tập huấn nhằm triển khai đến toàn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn, cài đặt sử dụng nền tảng công dân số để tăng tính tương tác giữa chính quyền và người dân. Qua đó, cung cấp dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước cho người dân, để người dân có thêm lựa chọn thực hiện thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, thuận tiện. Ngày 26 tháng 11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hà Quảng phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh HDBank chi nhánh tại Cao Bằng tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Hà Quảng. Được sự hỗ trợ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh Cao Bằng, mỗi hộ 50 triệu đồng. Sau thời gian thi công, 4 ngôi nhà có diện tích từ 60 đến 85 m2 đã hoàn thành với tổng giá trị từ 200 đến 300 triệu đồng và được bàn giao cho các hộ nghèo, cận nghèo tại các xã Sóc Hà, Cải Viên, Nội Thôn và xã Cần Nông. Đây là hoạt động có ý nghĩa thể hiện tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng xã hội, động viên giúp đỡ các hộ gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống. Tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý trong nước quốc tế. Thị trường bất động sản nhà ở Việt Nam đang thu hút sự chú ý của giới siêu giàu và nhà đầu tư nhờ sức tăng GDP mạnh, tốc độ đô thị hóa cao và vai trò then chốt trong chiến lược Trung Quốc cộng một. Theo các chuyên gia, tốc độ tăng trưởng GDP dự báo đạt 6,1% vào năm 2024, đưa Việt Nam trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh thứ hai khu vực sau Ấn Độ, góp phần tạo quỹ đạo tích cực cho thị trường bất động sản phục hồi. Các dự án phát triển đường cao tốc, hệ thống metro và sân bay không ngừng tăng cường tính kết nối và nâng cao giá trị bất động sản tại khu vực đô thị đang trỗi dậy. Danh mục bất động sản chất lượng cao, giá cả hợp lý tại Việt Nam đang thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư và chuyên gia nước ngoài, nhất là ở các khu vực trung tâm như quận 1 và thành phố Thủ Đức, khu vực quận 2 cũ của thành phố Hồ Chí Minh, nơi tập trung nhiều văn phòng, trụ sở doanh nghiệp và sở hữu tầm nhìn hướng sông đẳng cấp. Tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt bậc và vị thế chiến lược của Việt Nam khiến quốc gia trở thành điểm đến đầy hấp dẫn đối với các nhà đầu tư và chuyên gia nước ngoài. Nhờ vào danh mục bất động sản cao cấp và giá cả hợp lý, thị trường bất động sản trong nước đang sẵn sàng phát triển trong dài hạn. Cùng với xu hướng dịch chuyển tài sản trên toàn cầu và biến động địa chính trị, giới thượng lưu đang ra sức tìm kiếm những điểm nóng bất động sản nhà ở hạng sang, loại hình bất động sản cung cấp cả hai yếu tố phong cách sống đẳng cấp và an toàn tài chính. Các thị trường Singapore, Nhật Bản và Australia tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với những nhà đầu tư sáng suốt, sành điệu nhất thế giới. Báo cáo đánh giá 15 thị trường dựa trên 5 chỉ số là nền kinh tế, nguồn nhân lực, chất lượng cuộc sống, môi trường và hạ tầng di chuyển nhằm giúp các nhà đầu tư cũng như cư dân tương lai lựa chọn điểm đến lý tưởng. Năm 2025 sẽ đánh dấu một giai đoạn phát triển mang tính bước ngoặt cho thị trường bán lẻ tại Việt Nam. Các xu hướng mới từ việc áp dụng công nghệ trong thương mại điện tử đến sự phân hóa trong hành vi tiêu dùng, không chỉ định hình lại thị trường mà còn tạo ra những cơ hội và thách thức lớn cho các doanh nghiệp. Theo báo cáo, áp lực kinh tế như lạm phát và giá cả hàng hóa tăng cao đã khiến 50% người tiêu dùng Việt Nam hiện chỉ đủ khả năng chi tiêu cho thực phẩm và các nhu yếu phẩm cơ bản,
trong khi những khoản chi tiêu xa xỉ bị cắt giảm đáng kể. Tỷ lệ chi tiêu cho thực phẩm trong tổng thu nhập đã tăng từ 50% lên 54% trong quý 3 năm 2024, phản ánh xu hướng tập trung vào các mặt hàng thiết yếu. Đồng thời, điều này thúc đẩy sự chuyển dịch mạnh mẽ từ các kênh bán lẻ truyền thống như chợ và tạp hóa sang các mô hình hiện đại hơn như siêu thị mini và thương mại điện tử, nơi người mua có thể tận dụng các ưu đãi, giảm giá và sự tiện lợi trong thanh toán. Báo cáo xu hướng thị trường bán lẻ Việt Nam năm 2025 cũng nhấn mạnh, mặc dù mạng lưới cửa hàng bán lẻ truyền thống tại Việt Nam hiện nay rất rộng lớn, với 1,4 triệu cửa hàng tạp hóa và hơn 9.000 chợ, chiếm tới 75% thị trường bán lẻ, nhưng tốc độ tăng trưởng của thương mại điện tử từ 35 đến 45% mỗi năm đang nhanh chóng tái định hình thói quen tiêu dùng. Nguyên nhân chính thúc đẩy xu hướng này đến từ sự phát triển vượt bậc của công nghệ. Các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki và đặc biệt là TikTok Shop đang tạo nên những thay đổi lớn trong hành vi mua sắm. TikTok Shop ghi nhận mức tăng trưởng 15% thị phần thương mại điện tử năm 2024, trở thành một trong những kênh dẫn đầu xu hướng. Với khả năng cá nhân hóa trải nghiệm người dùng và tích hợp mua sắm với giải trí, nền tảng này đã thu hút mạnh mẽ giới trẻ, nhóm khách hàng có nhu cầu tìm kiếm những trải nghiệm đa dạng, tiện lợi. Sự chuyển đổi trong hành vi tiêu dùng và tốc độ phát triển của công nghệ dự báo sẽ tạo nên một thị trường bán lẻ sôi động hơn vào năm 2025. Một trong những điểm nhấn lớn nhất chính là sự phân cực rõ nét trong tiêu dùng. Người tiêu dùng Việt Nam ngày càng chú trọng vào chất lượng sản phẩm. Cụ thể, 78% người tiêu dùng sẵn sàng trả thêm cho các sản phẩm chất lượng cao hơn, với 64% mong muốn các sản phẩm mang lại trải nghiệm đặc biệt như ở nhà hàng hay khách sạn. Điều này thúc đẩy sự phát triển của các dòng sản phẩm cao cấp từ những thương hiệu như Meiji, DH True Yogurt hay Vinamilk. Với các sản phẩm sáng tạo như sữa bột dạng thanh hoặc sữa chua ít đường, vừa tiện lợi, vừa cao cấp. Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số nhấn mạnh, để đạt mục tiêu xuất khẩu thương mại điện tử hơn 11 tỷ USD vào năm 2027, các doanh nghiệp cần áp dụng công nghệ số trong chuỗi cung ứng, đồng thời đảm bảo các tiêu chí về môi trường và phát triển bền vững, chủ động đón đầu các xu hướng tiêu dùng, tận dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Thuốc lá gây ra hơn 100.000 ca tử vong mỗi năm tại Việt Nam, mặc dù tỷ lệ sử dụng đã giảm nhưng vẫn còn cao, đặc biệt ở nam giới. Mỗi năm, hơn 100.000 người tử vong tại Việt Nam do các bệnh liên quan đến thuốc lá, gây gánh nặng cho hàng triệu gia đình và hệ thống y tế. Dù tỷ lệ sử dụng thuốc lá đã giảm, nhưng theo Bộ Y tế, tỷ lệ sử dụng thuốc lá ở nam giới trưởng thành vẫn ở mức cao, gần 39%. Điều này cho thấy cần phải có những biện pháp mạnh mẽ và hiệu quả hơn để giảm tỷ lệ tiêu thụ thuốc lá, bên cạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân. Thuốc lá dễ dàng mua được và có giá thành khá rẻ tại các cửa hàng tạp hóa. Các bao thuốc lá có giá dao động từ 10.000 đồng đến dưới 50.000 đồng. Nên nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, không gặp khó khăn trong việc tiếp cận sản phẩm này. Một số cửa hàng cho biết, những loại thuốc lá có giá rẻ bán chạy hơn khiến người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn và tiếp cận. Thậm chí có người tiêu thụ từ nửa đến một bao mỗi ngày, tùy thuộc vào điều kiện tài chính. Hiện nay, Việt Nam là một trong 15 quốc gia có tỷ lệ nam giới trưởng thành hút thuốc lá cao nhất thế giới, trong khi mức thuế thuốc lá lại nằm trong top 15 quốc gia thấp nhất. Các chuyên gia khuyến cáo rằng, tăng thuế thuốc lá là biện pháp nhanh chóng và hiệu quả nhất để giảm tiêu thụ và thay đổi hành vi sử dụng thuốc lá. Các chuyên gia khẳng định cần tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá, đề xuất thuế này phải cao hơn mức hiện tại và được điều chỉnh theo lộ trình trong vòng 3 năm. Tổ chức Y tế Thế giới cũng cho biết việc tăng thuế thuốc lá sẽ giúp giảm tỷ lệ hút thuốc ở nam giới xuống dưới 36% và ở nữ giới xuống 1% vào năm 2030. Chuyển sang tin quốc tế, mức sử dụng kháng sinh trên toàn cầu đã tăng 21% kể từ năm 2016, làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về nguy cơ kháng thuốc kháng sinh. Theo phân tích dữ liệu từ 67 quốc gia, việc sử dụng kháng sinh là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng kháng kháng sinh hoặc kháng thuốc. Đây là tình trạng nhiễm trùng không đáp ứng với thuốc, khiến việc điều trị trở nên khó khăn. Theo một nghiên cứu của tạp chí Y khoa The Lancet, tình trạng kháng thuốc ước tính có liên quan đến gần 5 triệu ca tử vong trên toàn thế giới mỗi năm. Mối đe dọa của tình trạng kháng kháng sinh là hoàn toàn có thật và đặt ra thách thức đáng kể đối với sức khỏe toàn cầu. Chỉ riêng tại Mỹ, ước tính có 2,8 triệu người bị nhiễm vi khuẩn kháng kháng sinh và 35.000 người tử vong do căn bệnh này.
Các chuyên gia dự báo mức tiêu thụ kháng sinh toàn cầu có thể tăng lên 75,1 tỷ liều hàng ngày vào năm 2030. Bản tin 9 giờ 10 hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.